đây. Vàng. Đúng rồi, màu vàng. Màu này chắc là em không biết đâu này. Đây là màu gì? Màu đỏ. Ồ, em cũng biết màu đỏ à. Em giỏi quá. Thế còn đây? Màu da cam. Đúng rồi, màu da cam. Còn màu xanh. Đúng xanh rồi. Đây là màu xanh lá cây. Còn đây? Màu đỏ. Đúng rồi, màu đỏ. Màu da cam. Đúng rồi, màu da cam. Vậy đây là màu gì? Màu xanh lá cây. Đúng rồi, màu xanh lá cây. Còn quả màu này? Màu hồng. Đúng rồi, màu hồng. Quả này em có biết không? Dạ, màu đỏ. Đúng rồi, màu đỏ. Màu này là màu gì? Màu vàng. Đúng rồi, màu vàng, em giỏi quá. Thế còn màu này? Màu hồng. Đúng rồi, đây là màu hồng. Ô, em có sắc, em giỏi quá. Bây giờ chúng ta sẽ học đèn bóng nha. Nào, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10. Ôi, cứ nhiều quá. 11, 12, 13, 14, 15. Vậy nếu em biết ở trong tất ở đây chúng ta có tất cả bao nhiêu quả bóng? Đây đó, 15. Đúng rồi, chúng ta có 15 quả bóng. Thân thân. Em học giỏi quá. À, dê là dê. Bây giờ em thích chơi quả làm trước nào. Nó dám lắp nào đó.
không gỡ được.